Only came over 'cause all my friends said I should get out more. Smile and nod at all of the small talk, but keep looking for the door. Bọn mình bây giờ đang bắt đầu đi mua đồ ăn sáng rồi chuẩn bị đi tham quan thành Vatican mọi người ạ. Đây, ở đây mình đã mua một cái bánh croissant to mặt mình luôn đấy. Bye bye. Mình đã gọi một cà phê latte và bạn gọi gì đây? Cappuccino. I'm falling to pieces in my room. Are you coming over? That's cool. I could use a little something to do. We could go outside, take a little ride if you want to. That's cool. I did what I was supposed to. There's nothing left for me to do. So now I'm walking out my head through open windows. 'Cause that's what I feel. On the way we go. Na-na-na. Nóng lắm mọi người ạ. Hôm nay tầm 30. Bắt đầu là trời rất là âm u. Bây giờ thì nó bắt đầu nắng lên rồi. Đấy, nói chung là hôm nay nó âm u. Xong bây giờ nó nắng lên, nó cảm thấy rất là nóng. Bây giờ bọn mình đang đi vào bên trong tham quan khu Museum, Vatican Museum. Khẩu trang, phải đeo khẩu trang hả? Mình đang đứng đây chờ để đi theo đoàn guide tour. Vì tức là mình đã đặt một cái vé, tức là có một người hướng dẫn viên, rồi bọn mình sẽ phải đeo tai nghe như thế này để người ta nói từ mic, thế là mình có thể nghe thấy được. Và mình đặt guide tour là tiếng Pháp để mình có thể kiểu luyện nghe tiếng Pháp ý. Đấy, ngầu nhầm, tai nghe ngầu ghê. Đó, và bây giờ thì chuẩn bị tham quan thôi. Bảo tàng Vatican tọa lạc tại thành phố Roma của nước Ý là một trong những công trình bảo tàng lớn nhất trên thế giới. Công trình kiến trúc vĩ đại này là tài sản quý giá của thủ đô Roma và tòa thánh Vatican. Nơi đây trưng bày rất là nhiều tác phẩm nghệ thuật quý giá từ các bộ sưu tập lớn được giáo hội Công giáo La Mã tạo dựng trong suốt nhiều thế kỷ và là tài sản quý giá của thủ đô Roma và tòa thánh Vatican. Toàn bộ khu bảo tàng lưu giữ và trưng bày rất là nhiều kiệt tác và bộ sưu tập từ các nền văn minh La Mã, Hy Lạp và Ai Cập. Đấy, nói chung là giới thiệu sơ qua thì là như thế. Còn với tuổi đời là 19 năm của mình thì đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu được hết tất cả các tác phẩm nghệ thuật của Ai Cập cổ đại đâu mọi người ạ. Nói chung là nó nhiều lắm và nó rất rất là khó hiểu. Tại vì mình không làm trong nghệ thuật nên mình không biết. Nhưng mà có một cái đáng tiếc đó chính là khi mà mình đăng ký cái tour guide này thì đáng lẽ mình được đi tham quan nhà nguyện Sistine, một nhà nguyện rất là nổi tiếng cho bảo tàng Vatican. Nhưng mà bằng một cách nào đấy thì ngày hôm nay nó đóng cửa vì Covid-19 mọi người ạ. Nên là mình không được tham quan. Và cái tour của mình đáng lẽ là được 3 tiếng, nhưng mà hôm đấy mình chỉ đi có 2 tiếng thôi. Là hết rồi, hơi buồn. Mình và bạn đều quyết định mua cái quyển này để về đọc rõ hơn về các bức tranh ở cái thành Vatican này. Tại vì nãy bọn mình đi nghe, bọn mình không hiểu lắm ấy, không hiểu gì nhiều lắm nghe, và mình sẽ mua cái này với giá 12 đồng. Có một câu chuyện buồn cười là ấy, nãy mình ở trong cái thành Vatican thì mình có hỏi ông bảo vệ cái đường để đi ra cái Saint Peter. Xong rồi ông bảo vệ nhìn cái tóc xanh của mình ấy, xong rồi kiểu wow. Xong rồi hỏi thêm một câu chứ, is this real? Mình kiểu không, không chú ơi, sao tóc lại tóc xanh được? Làm sao còn là gì có chạy tóc thật là tóc xanh. Ông chú ấy còn kiểu bất ngờ nữa, ông ấy còn tháo vào kính râm ra, ông kiểu wow, it's so beautiful. Ngày hôm nay mình phải được 5 lần khen cái tóc mình màu xanh rồi mọi người ạ. Sáng nay mình đi mua cà phê, mình cũng được người bán hàng khen là wow, tóc phải đẹp thế. Sao mày ở đâu đến đấy? Sao mình trả lời là mình đến từ Việt Nam? cô nàng này nóng lắm rồi. Hello cô nàng. Đấy. Mọi người ơi, bây giờ là 32 độ C mọi người ơi.
đây mình đã gọi là tổng 4 vị mọi người ạ. Đây có chanh dây này, xong rồi blackberry này, xong rồi ở dưới là pistachio với cả mix với almond. Thế cả ở đây là một cái mix cái gì đấy nhưng mà ăn khá là ngon. Như là sống lại ấy mọi người. Ngon vậy. Và sau đây, xin mời các bạn hãy cùng đi tham quan Vương cung Thánh đường Phaero hay còn gọi là nhà thờ Saint Peter, được đặt ở trung tâm của đất nước nhỏ bé Vatican này cùng với mình nhé. Nhà thờ Thánh Phaero thì được xây dựng vào năm 1506 trên nền một nhà thờ cũ. Trong thánh đường là một không gian vô cùng rộng với các trụ vuông lớn, đỡ những vòng cao nối tiếp tạo ra ba không gian chính giữa và hành lang hai bên. Và tất cả mọi thứ trong cái nhà thờ này thì đều được làm từ đá cẩm thạch hoặc đá hoa cương. Các mảng tường hoặc các vòm đều được trang trí qua họa tiết, tranh vẽ và lấy cảm hứng từ những câu chuyện kinh thánh được những nghệ sĩ tên tuổi tại Ý thời kỳ phục hưng thực hiện. Và ngay tại giữa của cung thánh, phía dưới mái vòm là một cung thánh bằng đồng mạ vàng cao 29m đặt trên một hầm mộ của Thánh Peter. Và khi đến đây, mọi người đừng quên đi lên trên mái vòm để được nhìn thấy toàn cảnh quảng trường Thánh Phaero của Thánh Quốc Vatican nhé. Đây, Vatican ở đằng kia mọi người ạ, mọi người thấy không? Mình sẽ zoom lên. Nhầm, tôi chưa làm á. Ở đằng kia kia mọi người thấy chưa? Sau cái trắng trắng ý. Đó. Hello. Medium được chọn 3 hả? Medium được chọn 3 vị. Alima and Mandola and Grazie. Hello mọi người, lại là chiếc kem thứ hai trong ngày của mình. Thì đây có vị lemon cho bạn mình thích ăn chua. Đây là dark chocolate với cả một vị đó là mandola, mình không biết là vị gì nhưng mình sẽ thử. Nó gì có sự ngọt, ngọt. Đặc chocolate mà. Đặc chocolate này hay nhá. Nó không bị ngọt đâu nha. Đúng đắng luôn mọi người ạ. Ăn đắng lắm. Không phải đắng lắm mà cũng đắng. Không ngọt. Và rồi chúng mình lại tiếp tục đi kiếm quá để ăn tối. Thở. Bạn bè sao? Rất nóng. Hôm nay rất là nóng và rất là nóng mọi người ạ. Bây giờ chúng mình đang đi trên đường đi. Ăn. Hôm nay là ngày cuối ở Rome rồi đấy. Bạn cảm thấy thế nào? Còn một đêm nữa thôi. Không biết đây thành phố khác thế nào nhưng mà thích luôn. Hoàng hôn đó mọi người, hoàng hôn màu vàng đang chiếu vào mình. Nghe trông ra mình cũng màu vàng theo. Bây giờ bọn mình đang đi ăn. Ở tí nữa mình sẽ cập nhật địa chỉ cho mọi người nhé. Hoàng hôn xinh quá. Mình ở đây 3 đêm thì 3 hôm mình đều đón được hoàng hôn màu vàng rất là đỉnh. No te conozco, pero ya muero por hablarte. No, no, no. En algún lugar te he visto, pero no te acordaste. Quiero que voy a ver. Me tiras en el insta y pierde la timidez. Yeah. Tengo que confesarte que en mis sueños te he probado.
máquina en terrenos con tu bikini apretado. Qué rico negra como se te ve. ¿Cuándo será el día que yo te tendré? Quizás en años, tal vez en un mes. No lo sé, no lo sé. Đây là carbonara và đây là spaghetti sốt cà chua. Ngon không? Ngon. Ngon. Mọi người à, mọi người có biết gì không? Cái điều mà mình sốc nhất khi mà đến đây đó chính là mình thấy người nào cũng có thể ăn được cái pizza to đùng, to hơn cái mặt mình mọi người. Cái pizza size XL ấy, xong rồi mình kiểu phải. Mình gọi hai cái đĩa mì ý thôi mà mình nó phải mang một đĩa về rồi. Nhưng mà ở đây kiểu người ta còn ăn start rồi, người ta salad này, sau người ta còn ăn thêm đĩa mì ý hoặc là một cái bánh pizza mình kiểu. Thế sao người ta có thể ăn được như thế, xong người ta vẫn có thể gầy. Má, có mấy cái quán nó bật đèn lên cho khách ăn như này, cute thật sự. Cái khu này đọc theo tiếng Pháp thì là Tastevege và mình tra Google dịch thì nó đọc là như vậy. Và khu này thì nằm ở trên đồi cách xa trung tâm của Rome. Và một điều mà mình rất thích khi mà đến đây là mình nhận thấy ở trên này toàn là dân Ý mọi người. Và mình nghĩ đây là một khu dân cư mà bọn Ý sẽ đến đây ngồi ăn ý. Và một điều mà mình bất ngờ nữa thì chính là bọn trẻ nó toàn tập trung ở đây thôi. Sau cái ngày hôm đấy mình nói với bạn là ê mày đi pub không cho tao, tán ra Ý đi. Tại vì mình không nghĩ là mình đã đi đúng khu dân cư mà người Ý sẽ tập trung đến ăn ít, xong rồi lại còn nhiều bọn trẻ nữa. Nên là kiểu khu đấy rất là y tí và rất là xịn đi. Và mình rất là thích luôn. Nhưng mà mỗi tội là yeah, bọn mình đi quá là mệt rồi, thì là chúng ta sẽ phải đi về và ăn kem. Đây sẽ là cái quán kem mà bọn mình sẽ lựa chọn ăn vào bữa vào tối cuối cùng ở Rome là quán này. Và đây lại là cốc kem cuối ngày của mình ở Rome. Ở đây mình đã gọi raspberry, còn bạn mình gọi vị champagne. Và thật sự cái vị champagne này nó... Yeah. Yeah. Mời bạn thử. Thử đi, champagne của mày đấy. Mình không hiểu vì sao nó lại gọi vị champagne luôn ý. Sao mày lại gọi vị rượu? Sao hai nó vành vành, tao gắn đây. Chua mày đấy. Tao sẽ không động vào vị này, cảm ơn. Bạn mình chê vị champagne mọi người ạ. Vị của mình rất là ngon bởi vì mình gọi blackberry. Ngon lắm. Ăn bao nhiêu quán kem rồi? Rồi. Mọi người phải hiểu là bọn mình ăn nhiều nỗi. Bây giờ mình phải dở lại cái clip để mình xem là mình đã ăn những cái vị gì mọi người. Xong rồi mình ngồi xem là cái vị nó có ngon hay không. Mình phải ngồi mình nhớ lại cái vị xem nó có ngon hay không ấy. Ăn nhiều không vậy? Ăn nhiều là tốt hay không tốt? Không sao, đi ấy thì ăn kem mặn vào. Đi ấy ăn kem mặn vào rồi. Sao đã? Khẩu ăn, mình ăn một người khác, thích được ăn. Đúng rồi, bởi vì mình cố tranh thủ, tại vì về Pháp quán kem nó ngon ấy. Rẻ nữa. Rẻ nữa. Còn lại, nó ngon. Nó ngon, mà nó xe. Phải biết lúc mà gắp miếng kem mà của vị chăm nó trời nó chua mà phê kiểu chăm ngon phê 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 không được mà cái quán nó đúng ngon luôn á. Tại vì cái vị cà phê nó đắng chocolate chocolate nhưng mà nó đắng. Nhưng mà không phải đắng kiểu dở nha mà đắng kiểu ngon dở chỉ là không một phần nào diễn tả được cái kem đó, nó quá ngon. Tìm quá. Hay là ngày mai mà mình không kiếm được quán kem nào ngon thì quay lại đó mình ăn. Hơi xa. Nó tận tiếp vào tiền tăng với mọi người đúng không? Mà đấy là kiểu quán chọn random nhá. Quán chọn random đấy. Rating rất là thấp luôn nhưng mà ăn rất là ngon. Kiểu nó không bị ngọt, khoảng độ rất là vừa phải. Chua ra chua, đắng ra đắng. Bánh ở đó làm cũng đẹp nữa. Bánh làm cũng đẹp nữa. Mỹ người biết tại vì nó ở gần Vatican. Thường là người ta sẽ ăn kem mà đổ hết về trung tâm. Còn bọn mình kiểu tiện đi đâu thì sẽ pick quán bừa ấy. May hôm đấy, hôm nay chọn được quán khá là ngon, khá là ưng. Hello tất cả mọi người. Thì hôm nay đã là sáng cuối cùng của mình ở Rome. Nên là hôm nay mình dậy rất là sớm. Mới tầm 7 giờ sáng thôi, bọn mình đã dậy rất là sớm như thế này. Để đi check in nốt một số địa điểm ở trong trung tâm. Và mình dậy sớm là để đi vào bây giờ thì nó sẽ vắng và không có người, ít người ấy, thì bọn mình sẽ dễ chụp ảnh hơn. Thì bây giờ bọn mình sẽ đi ra cái tháp nước Trevi, Fontaine di Trevi. Một tháp nước rất là nổi tiếng ở Rome này để bọn mình chụp ảnh nốt. Và còn thời gian thì bọn mình chắc là sẽ đi lại chỗ được đấu trường La Mã để chụp nốt phần bên ngoài. Thì như mọi người có thể thấy là bọn mình đi 4 ngày 3 đêm nhưng mà thật sự là nó không hề
đầy đủ, mặc dù mình đã dành một ngày ở đấu trường La Mã, một ngày ở Vatican, xong rồi một ngày để chơi các địa điểm xung quanh, mà thật sự là không bao giờ đủ với Rome như thế này. Nhưng mà thôi, mình đang nói qua như vậy, còn bây giờ thì bọn mình sẽ khẩn trương đi vào trung tâm để chụp nốt hình. Ok, let's go. Ôi, ở cái quán này nó có bán latte macchiato ấy, mọi người uống ngon dã man. Nhưng mà Starbucks vẫn ngon hơn mọi người, tại vì Starbucks có caramel, caramel macchiato, còn đây chỉ có latte macchiato thôi. Nhưng mà uống vẫn rất là ngon nhá. Mình thích uống những cái vị latte macchiato, nó sẽ không bị đặc mùi cà phê. Nhưng mình vẫn tỉnh bởi vì có cà phê. Nào thì uống tỉnh chưa? Nóng, từ từ. À nóng quá à, từ từ rồi, ok từ từ. Ok, bây giờ bọn mình sẽ đi ra một cái quảng trường. You make me wanna run away and never come back. I wish I never said I loved you, that's a damn fact. You made me wanna run over myself again. Go to hell with friends, oh. You made me wanna go away, go away. 'Cause all I ever did was show you love, and that was every day, every day. Giờ mình mới biết là ở đây nó không trùng với nhau mọi người ạ. You made me wanna go away, go away, yeah, yeah. You're always talking love, but I'm not sure you really know about it. I've been through a lot and I'm not sure you really care about it. Even though that hurts my heart, I don't know how to feel about it. Don't know how to feel about it, don't know. I keep on falling, I know that I get myself up. If I wanna do that, I'ma do it again. Every time I'm at a party, I know that I call away. I might just fall on a trend. All of my homies are doing this shit. They got Molly and Coke when they call on a friend. I know I'm destined for higher, so I keep on sobbing to get you to feel my immense. Everybody wanna be the one to be loved, and nobody wanna know what it takes to do it. Anytime I wanna be the one to be loved, you ain't pulling through, you left me screwing. I guess I got used to that though. You used stilettos to cut your fellow. I guess I got used to that. Won't trust the next one, not a hello. Có mọi người ơi, ui giời ơi. Lần người ơi, bus xịn quá. Đây là lần đầu tiên mình được ngồi trải nghiệm bus 2 tầng. Xong rồi cái view cửa sổ của mình, ôi nó to. Xong rồi bus nó xài, nó đẹp, nó thơm. Đấy, mình sẽ ngồi bên đây 3 tiếng để đi lấy Florence. Và chắc là cái clip đi Rome của mình đến đây là kết thúc thôi. Mình đã kết thúc xong chuyến hành trình đi Rome trong 4 ngày 3 đêm của mình tại đây. Và thật sự là cái thời gian trôi rất là nhanh đi. Kiểu cái lúc mà mọi người đến mình còn bảo với bạn là eo ơi lâu thế nhỉ, kiểu ở đây tầm 1 tuần nữa mới được đi về nhà. Nhưng mà không, thật mình không nghĩ là thời gian 3 đêm ở Rome lại nhanh đến như thế. Và mình cảm giác kiểu mình đi 4 ngày 3 đêm đấy không bao giờ là đủ luôn ấy. Ở mỗi nơi mình cứ đi một tí mình cảm giác mình còn chưa tham quan hết ở chỗ đấu trường La Mã, những cái khu xung quanh mình nghĩ là mình chưa đi vào xong này, hay là Vatican các thứ, kiểu mình thấy thời gian trôi qua rất là nhanh. Nhưng mà thật sự thì để mà nói thì mình thấy Rome ở đây kiểu những cái mà mọi người nhận xét là trộm cướp hay là cái gì thì mình lại không thấy nó nguy hiểm đến như thế. Mình thấy Rome khá là an toàn và văn minh, những đường phố sạch sẽ này, ít người này, ít người Ả Rập này. Nói chung là mình thấy rất là ưng Rome, và kiểu mình cảm thấy rất là tiếc khi mà ở Rome mình mới dành được có 3 đêm thôi. Tức là kiểu mình đi ở 1/2 ở Paris ấy, mình cảm thấy rất là tiếc khi mình không được đi dài hơn, lâu hơn. Ừ. À, bạn nêu cảm nhận đi, bạn cảm thấy Rome như thế nào nào? Rome đẹp, xuất sắc. Đây là văn 8.5 chỉ có 2 từ đẹp xuất sắc thôi. Mình thấy như thế nào nữa? Rome đẹp, Rome nói chung là bự. Mấy cái địa điểm như Museum Catechum, Basilic của nó rất là bự. Nhưng mà đỉnh luôn á, đỉnh của đỉnh luôn á. Rồi sống thì có mấy khu phố nhìn lãng mạn, nhìn nhẹ nhàng, đèn 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 lấp lá lấp lánh. Và chốt lại chuyến đi Rome của mình chắc là đến đây sẽ dừng lại tại đây. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình đi đến Florence ở Ý, và mình sẽ ngồi trên bus trong vòng 3 tiếng mới đến nơi. Và clip sẽ kết thúc tại đây, và hẹn mọi người vào phần đi Florence của mình nhé. Bye bye.